Xin chân thành cảm ơn quý khán giả giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin đến từ Bắc Kinh cho biết là Trung Quốc ngừng bán khí đốt hóa lỏng LNG cho châu Âu. Bản tin chi tiết cho biết là Trung Quốc đã yêu cầu các nhà nhập cảng khí đốt ở trong nước ngừng bán lại khí đốt hóa lỏng LNG cho khách hàng nước ngoài để bảo đảm nguồn cung cho mùa sưởi ấm sắp tới. Thông tấn xã Bloomberg đã trích dẫn một số nguồn thạo tin cho biết rằng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, một cơ quan lập lên kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, đã yêu cầu hãng PetroChina, hãng Sinopec và Sinopec dự trữ hàng để sử dụng trong nước. Mặc dù nguồn cung từ Trung Quốc đã giúp cho châu Âu giảm nhẹ sức ép trong cuộc khủng hoảng năng lượng, nhưng tình trạng chi phí vận chuyển cao kỷ lục đã làm giảm sức hấp dẫn từ việc mua lại nhiên liệu của Trung Quốc. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các tập đoàn năng lượng của Trung Quốc hiện nay chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này. Những dự báo về khả năng thâm hụt nguồn cung khí đốt có thể đã thúc đẩy động thái nói trên của Bắc Kinh. Việc bán lại khí đốt hóa lỏng đã đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt đối với Trung Quốc, một quốc gia mà năm ngoái đã vượt qua Nhật Bản để trở thành một nhà nhập cảng LNG lớn nhất thế giới nhờ lượng mua tăng trên thị trường giao ngay, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm mức tiêu thụ khí đốt trong năm 2022. Giá khí đốt ở châu Âu hiện nay đã giảm gần 60% so với đỉnh điểm hồi tháng 8, mặc dù vẫn ở mức kỷ lục trong năm, trong bối cảnh là khu vực này muốn từ bỏ nguồn cung cấp của Nga. Thực trạng số lượng lớn lô hàng khí đốt hóa lỏng LNG sẽ được giao cho châu Âu đang đè nặng lên giá giao ngay của khu vực, khiến cho một số nhà cung cấp cân nhắc về việc chuyển hướng các chuyến hàng trở lại châu Á, nơi có mức giá hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, động thái ngừng bán lại để bảo đảm nguồn cung ở trong nước của Trung Quốc có thể gây ra việc khan hiếm hàng hóa cho châu Âu, đồng thời làm trầm trọng hơn tình trạng suy thoái năng lượng của khu vực này vào mùa đông lạnh giá. Trung Quốc hiện nay nắm giữ các hợp đồng lớn để mua khí đốt hóa lỏng từ các nhà xuất cảng như Hoa Kỳ, và trong năm nay thì các nhà nhập cảng ở đây đã bán lại một số nguồn cung đó sang châu Âu trong bối cảnh nhu cầu ở trong nước mờ nhạt vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tin từ London cho biết là nước Anh bãi bỏ kế hoạch giảm thuế. Thông tấn xã BBC đưa tin cho hay Bộ trưởng Tài chánh của nước Anh là ông Jeremy Hunt trong ngày 17 tháng 10 đã khẳng định là sẽ đảo ngược hầu hết các biện pháp thuế được đề ra trong kế hoạch ngân sách được người tiền nhiệm là ông Kwasi Kwarteng công bố trong ngày 23 tháng 9, và theo đó thì thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 19% lên 25%, trong khi kế hoạch giảm 1% thuế thu nhập vào tháng 4 sẽ bị hoãn lại. Phát biểu trên truyền hình, ông Jeremy Hunt cho biết rằng chúng tôi sẽ đảo ngược hầu hết các biện pháp thuế đề ra trong kế hoạch tăng trưởng và cho rằng tại thời điểm thị trường đang yêu cầu một cam kết về tài chính bền vững từ chính phủ, vì vậy vay nợ để bù đắp cho việc giảm thuế là không phù hợp. Ông Hunt cũng nói thêm, Bộ Tài chánh sẽ đánh giá lại hóa đơn năng lượng từ tháng 4 vừa qua nhằm bảo đảm chương trình hỗ trợ hóa đơn năng lượng với tổng giá trị là 150 tỷ bảng Anh được thực hiện đúng mục tiêu. Chương trình hỗ trợ này bao gồm việc hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các doanh nghiệp trong 6 tháng trị giá 29 tỷ bảng Anh, hỗ trợ 2 năm cho các hộ gia đình trị giá 120 tỷ bảng Anh. Ông Hân khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ hiện nay là giữ ổn định, cho rằng mặc dù chính phủ không thể loại bỏ những biến động của thị trường, nhưng có thể đóng một vai trò để giúp việc ổn định. Trái phiếu của chính phủ và đồng bảng Anh trong ngày 17 tháng 10 tiếp tục phục hồi sau lời tuyên bố của Bộ trưởng Jeremy Hunt. Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 30 năm đứng ở mức 4.36%, thấp hơn 0.42% so với mức giao dịch trước đó, và cho thấy mức tăng giá lớn của trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm 0.36% xuống mức 3.96%, trong khi đó thì lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 0.28 xuống chỉ còn 3.5%.
Liên Âu áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể tại Iran là bản tin tiếp nối. Trong ngày 17 tới tháng 10, thì Liên minh châu Âu đã áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể ở Iran. Trong số những cá nhân nằm trong diện trừng phạt có ông Mohammad Rostami và Hazamat Mizai, là hai viên chức hàng đầu của lực lượng cảnh sát bảo đảm đạo đức Hồi giáo phải được tôn trọng. Bộ trưởng thông tin của Iran là Issa Zarepour và một số viên chức quan cảnh sát tại địa phương cũng nằm trong danh sách. Một số thực thể trong danh sách, trong đó có lực lượng bán quân sự Basil của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và đơn vị an ninh mạng của lực lượng vệ binh Iran cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Danh sách này đã được đăng trên công báo chính thức của Liên Âu. Những cá nhân và thành viên của các thực thể bị trừng phạt sẽ bị Liên Âu cấm thị thực và phong tỏa tài sản. Trước đó, cùng ngày thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani, tuyên bố là Iran sẽ có một phản ứng ngay lập tức đối với các quyết định và hành động của Liên Âu. Phát ngôn viên Nani nhấn mạnh nếu như Liên Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới, thì đây là một hành động thiếu tính xây dựng và phi lý. Hoa Kỳ, Anh và Canada trước đó cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và nhiều thực thể tại Iran. Bản tin tiếp nối cho biết là binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Mali bị tấn công. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Mali thông báo hai binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng sau khi chiếc xe chở họ cán phải thiết bị nổ tự chế ở miền Bắc Mali trong ngày 17 tháng 10. Trên trang mạng xã hội Twitter, Liên Hiệp Quốc cho biết là sự việc xảy ra khi các binh sĩ gìn giữ hòa bình đang tiến hành tuần tra, dò tìm và rà phá bom mìn tại khu vực Tessalit ở vùng Kidal. Trong 10 năm qua, các phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có một số quan hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã tiến hành một cuộc nổi dậy tại miền Bắc của Mali. Tương tự như quân đội của Mali thì phái đoàn của Liên Hiệp Quốc thường xuyên là mục tiêu tấn công của các phần tử thánh chiến. Mìn và thiết bị nổ tự chế nằm trong số những loại vũ khí được các tay súng Hồi giáo cực đoan lựa chọn trong các vụ tấn công như vậy. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Mali được thành lập trong năm 2013 và hiện nay có khoảng 1.000 binh sĩ đã được đưa đến trại tại quốc gia Tây Phi này. Đây là phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hứng chịu nhiều thương vong nhất trên thế giới. Hơn 175 thành viên của phái bộ này đã bị thiệt mạng vì những hành động thù địch tại Mali. Trở lại quốc gia Pháp, bản tin từ Paris cho biết là có hàng ngàn người Pháp biểu tình vì giá cả tăng vọt. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết là hàng ngàn người dân tại thủ đô Paris, nước Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng giá cả tăng vọt và kêu gọi một cuộc tổng đình công. Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả La France Insoumise, và bà Annie Ernaux, chủ nhân của giải Nobel văn chương năm nay, đã xuất hiện trong đám đông biểu tình vào ngày hôm qua 16 tháng 10. Ông đã kêu gọi một cuộc tổng đình công vào ngày 18 tháng 10 sắp tới nhằm yêu cầu chính phủ phải tăng lương. Ông nói với đám đông rằng, các bạn sẽ sống một tuần không giống ai, chúng ta là những người bắt đầu cuộc tuần hành này. Trước đó thì một số công đoàn của Pháp đã tuyên bố ngày đình công toàn quốc là vào ngày 18 tháng 10. Phong trào này dự kiến ảnh hưởng tới hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và lĩnh vực công. Lực lượng chức năng cho biết là khoảng 30.000 người tham gia cuộc tuần hành và họ lo ngại là sẽ bùng phát nhiều vấn đề bên lề của cuộc biểu tình từ những nhóm phi chính phủ trước đó hay là đụng độ với lực lượng an ninh. Mục tiêu chính của cuộc tuần hành trong ngày 16 tháng 10 là thu hút sự chú ý đối với cuộc sống của người lao động đang phải đối phó với chi phí sinh hoạt cao trong bối cảnh lạm phát của nước Pháp đã đạt tới mức 6%, cũng như là kêu gọi chính phủ phải hành động về biến đổi khí hậu. Các nhà hoạt động công đoàn của Pháp cũng đã kêu gọi mở các cuộc biểu tình để giúp bảo vệ quyền đình công sau khi chính phủ ra lệnh trưng dụng một số công nhân nhà máy lọc dầu vì cho rằng động thái này vi phạm quyền hiến pháp của họ. Thông báo từ tập đoàn Esso ExxonMobil
các công nhân tại hai nhà máy lọc dầu của tập đoàn này đã quay trở lại làm việc vào cuối tuần trước, nhưng sẽ cần từ 2 đến 3 tuần để hoạt động công ty trở lại bình thường. Hiện nay có khoảng 1/3 trạm xăng trên khắp nước Pháp gặp phải vấn đề về nguồn cung cấp, đặc biệt là những trạm ở khu vực thủ đô Paris và ở phía Bắc. Nhiều công ty đã cắt giảm hoạt động đi lại và vận chuyển, trong khi các phương tiện dịch vụ khẩn cấp cũng gặp khó khăn vì tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.